League Cup tưởng như là một đấu trường kém tiếng và thường chỉ tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ hay cầu thủ dự bị. Nhưng đặt nó vào thời điểm này của mùa giải thì tưởng không quan trọng mà lại quan trọng không tưởng. Bởi với riêng Chelsea mà nói, gặp đội bóng cùng thành phố Tottenham Hotspur ở bán kết League Cup không chỉ có nghĩa là cách danh hiệu đầu tiên trong năm mới đúng 3 trận đấu nữa, không chỉ là có cơ hội sớm giành danh hiệu thứ 3 dưới thời huấn luyện viên Thomas Tuchel, mà còn là thêm một cơ hội giành kết quả tốt nữa để củng cố sự tự tin trong cuộc đua tới chức vô địch Premier League trước sự bứt tốc của Man City. Thực vậy, The Blue đang tìm cách lấy lại phong độ bằng cách giành lấy những kết quả tốt. Đoàn quân của ông Tuchel thực tế cũng đã phải đánh bại các đối thủ đang chơi tại Premier League như Southampton hay Brentford để giành quyền vào vòng bán kết. Ở bên kia chiến tuyến, đối thủ Tottenham cũng đang cho thấy những thay đổi tích cực dưới thời tân huấn luyện viên Antonio Conte. Câu lạc bộ với biệt danh gà trống thành London đã bất bại 7 trận đầu tiên dưới triều đại của chiến lược gia người Italia. Bản thân Conte cũng thừa nhận cúp Liên đoàn Anh là mục tiêu khả dĩ nhất để Tottenham giải tỏa cơn khát một danh hiệu chính thức đã kéo dài từ tận mùa giải 2007-2008. Còn nhớ ở chính League Cup mùa giải trước, Tottenham đã để thua 0-1 đầy đáng tiếc ở những phút cuối trận chung kết với Man City. Nhưng có lẽ họ cũng cần tự trách mình với quyết định sa thải huấn luyện viên Jose Mourinho ngay trước thềm trận đánh quan trọng nhất mùa ấy. Trước lần tái ngộ tại Stamford Bridge sáng nay, trong 5 lần đối đầu gần nhất, Chelsea đang nhỉnh hơn với 2 chiến thắng và 3 trận hòa trước Tottenham. Phong độ của chủ nhà đang tương đối ổn định với 5 trận bất bại, trong đó có 2 chiến thắng. Trong khi đó, Tottenham đã thắng 3 và hòa 2 trong 5 trận đấu gần nhất. Nhưng tất cả những điều mà chúng tôi vừa liệt kê ra phía trên cũng không là gì so với chi tiết này. Romelu Lukaku trở lại đường xuất phát của Chelsea sau một loạt drama gây xôn xao dư luận. Gửi tới người hâm mộ, tôi xin lỗi vì sự thất vọng mà tôi đã gây ra. Rõ ràng là bây giờ tôi phải hồi phục niềm tin của các bạn và tôi sẽ cố gắng hết sức để thể hiện điều đó mỗi ngày trên sân tập và trong các trận đấu. Đó là những lời xin lỗi mà Lukaku gửi đến cổ động viên của Chelsea nói riêng và cả những người liên quan đến sắc xanh nói chung trước trận đấu này. Còn câu trả lời của Tuchel rõ ràng là một động thái tha thứ bước đầu khi Điền Tên Anh trở lại đường xuất phát sau một trận cho ra rìa. Hãy chờ xem quái thú sẽ sửa sai như thế nào trước một đối thủ không mấy dễ chơi. Quả thật, những phút đầu trận cho thấy lợi ích của sự trở lại từ tiền đạo người Bỉ khi anh giúp cho hệ thống tấn công của Chelsea trở nên khó lường hơn. Việc sở hữu sự cơ động giữa các tuyến đã giúp Chelsea hoàn toàn lấn lướt Tottenham trong hiệp 1. Thậm chí sau chỉ đúng có 5 phút, chủ nhà đã mở được tỷ số để vượt lên dẫn trước nhờ một tình huống đánh vào nách của Tottenham. Đó là khi wingback Marcos Alonso cướp được bóng ở vị trí nguy hiểm. Rồi sau đó pha di chuyển rồi tung ra cú dứt điểm của Kai Havertz là quá tốt. Bên kia chiến tuyến, trung vệ Davinson Sanchez đã nỗ lực ngăn chặn nhưng cũng không thể giúp đội khách tránh một bàn thua. Opta chỉ ra một điều đặc biệt, Kai Havertz đã ghi 5 bàn thắng trong 3 trận thi đấu cho Chelsea tại League Cup. Số pha lập công đó chỉ ít hơn một bàn so với những gì anh làm được trong 42 trận khoác áo The Blue ở Premier League. Thừa thắng xông lên để tiếp tục chiếm thế thượng phong, Chelsea tiếp tục thể hiện được sự lấn lướt trong hiệp 1. Trong khi đó, đoàn quân của Conte lại không thể tung ra được cú sút trúng đích nào trong hiệp thi đấu này. Hệ quả đến như một điều tất yếu, Chelsea cũng chỉ chưa đầy nửa tiếng sau bàn mở tỷ số để có được bàn thắng thứ hai. Đó là bàn thắng mà chủ nhà có được sau một sai lầm của cầu thủ đối phương. Mới 22 tuổi, Tanganga thể hiện sự thiếu kinh nghiệm khi nỗ lực dùng đầu phá bóng sau quả đá phạt trực tiếp của Hakim Ziyech, nhưng lại đưa bóng đi trúng người của Ben Davis rồi bay vào lưới. Hai bàn thua choáng váng trong hiệp 1 sẽ buộc Tottenham phải nỗ lực tấn công trong hiệp 2. Hai bàn dẫn trước là một lợi thế quá lớn, nhưng hẳn các cổ động viên của Chelsea lẫn Tuchel ý thức được rằng khoảng cách đó có thể bị san lấp bất kỳ lúc nào. Nói chi đâu xa xôi, chính họ là những người đã làm được điều đó trước Liverpool cách đây ít ngày. Vì thế, đội chủ sân Stamford Bridge chủ trương chơi chậm lại và giảm nhịp độ thi đấu, lùi về thế phòng ngự. Tottenham có cơ hội để vùng lên và quả thật gà trống đã tạo ra một số khó khăn lên khung thành của Chelsea. Thế nhưng trong một ngày mà các mũi nhọn trên hàng công gây thất vọng, người hâm mộ Spurs cũng chẳng thể kỳ vọng vào việc đội nhà có thể làm nên chuyện tại Tô London. Cho đến tận tiếng còi mãn cuộc, số pha dứt điểm mà Tottenham tung ra đếm không hết một bàn tay. Đáng chú ý nhất có lẽ là pha sút phạt nguy hiểm của Harry Kane. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn không làm khó được Kepa, người luôn xuất sắc mỗi khi được ra sân ở mùa giải năm nay. Khi gà trống đã không tận dụng được cơ hội như một con sư tử rình mồi, Chelsea chỉ chờ có thế để tung những đòn kết liễu. Trước thềm trận đấu này, huấn luyện viên Tuchel đã tiết lộ rằng Timo Werner đã khỏe và sẽ cho tiền đạo người Đức vài phút trên sân. Nhưng với việc Kai Havertz bị đau ở đầu hiệp 2, chiến lược gia người Đức đành phải sử dụng Werner nhiều hơn dự kiến. Và chân sút 25 tuổi phần nào đó không khiến ông thầy đồng hương phải thất vọng. Sau cú đá phạt không thành của Harry Kane, không lâu Timo Werner có màn uy hiếp lên khung thành của Hugo Lloris.
dẫn bóng từ cánh trái vào trung lộ. Vẫn tung ra cú cứa lòng chân phải nhằm về góc xa, nhưng tiếc thay, trái bóng chỉ đi chệch khu dọc trong gang tấc. Vài phút sau, cơ hội lại đến với chân sút sinh năm 96, GX bằng đường truyền sắc bén đã đặt Werner vào thế đối mặt thủ thành Hugo Lloris. Bàn thắng thứ 3 đã rất gần. Nếu như tiền đạo người Đức không quyết định chơi lớn bằng cách lốp bóng qua đầu người gác đền của Spurs, khá tiếc cho Werner khi thủ môn người Pháp đã tỉnh táo trong pha bóng này. Không thành công trong việc tung đòn kết liễu trong hiệp 2, nhưng Chelsea vẫn ca khúc khải hoàn ngay trên sân nhà với hai bàn cách biệt. The Blues xem như đã đặt một chân vào trận chung kết Carabao Cup. Cần biết rằng trong lịch sử giải đấu, 29 trong 30 đội thắng với cách biệt từ hai bàn trở lên ở lượt đi bán kết Cúp Liên đoàn Anh đều giành vé vào chung kết. Chỉ có một trường hợp ngoại lệ là Chelmer Rovers và điều đó đã xảy ra vào lúc gần 30 năm về trước. Sau trận đấu, huấn luyện viên Tuchel đã có những phát biểu đầy lạc quan sau khi đặt một chân vào trận chung kết League Cup. Dễ hiểu cho sự lạc quan ấy, khi một cầu thủ được xem là hàng hớ trên phiên chợ hè như tiền vệ Saul cũng đã chơi rất tốt trước Tottenham. Cậu ấy đã chơi rất tốt ngày hôm nay, cậu ấy có ảnh hưởng rất nhiều vào lối chơi của câu lạc bộ. Tôi rất vui khi Saul đã có những màn trình diễn tuyệt vời, đó là một bước tiến vượt bậc, Tuchel khẳng định. Ngoài ra, chiến lược gia người Đức cũng rất vui mừng với những đóng góp của Hakim Ziyech, Malang Sa và tất nhiên rồi là cả sự trở lại của Lukaku nữa. Ông khẳng định, tôi hoàn toàn hài lòng, tôi khá chắc chắn rằng cậu ấy không bị ảnh hưởng bởi những drama. Khi vài ngày qua, Lukaku có vẻ thoải mái và ổn với tình hình. Ngoài ra, về mặt tinh thần, cậu ấy luôn muốn tiến lên. Lukaku có thể đối phó với áp lực và nghịch cảnh. Và ngày hôm nay, đó rõ ràng là một màn trình diễn tốt. Sự trở lại của Lukaku sau drama không đáng có như một cơn mưa rào giữa sa mạc. Tuy hôm nay tiền đạo người Bỉ vẫn chưa thể đút túi thêm bàn thắng nào, nhưng thái độ thi đấu trên sân của anh cùng sự tán dương của huấn luyện viên Tuchel, nội bộ Chelsea có thể xem như tạm thời trong ấm ngoài êm. Một điều cực kỳ quan trọng để The Blue hướng tới phần còn lại của mùa giải, nhất là trong bối cảnh lực lượng của họ bị tổn thất vì chấn thương lẫn Covid. Chiến thắng này là một thành quả quan trọng như đã được nói từ đầu clip, bởi cứ nhìn lên lịch thi đấu mà xem, sau trận đấu này, Chelsea chỉ có duy nhất một cuộc đối đầu dễ thở với Chesterfield ở vòng 3 của FA Cup, trước khi tái ngộ chính Tottenham ở trận đấu lượt về và quan trọng nhất là đại chiến long trời lở đất với đội đầu bảng Man City ở vòng 22 Premier League. Trận đấu có thể xem như 90 phút quyết định liệu Chelsea có còn cơ hội để nghĩ đến chức vô địch Ngoại hạng Anh hay không. Còn nhớ trận lượt đi, trong cuộc chạm trán ở vòng 6 vào hồi tháng 9, The Blue đã thua với cách biệt tối thiểu trên sân nhà trước The Blue Sky. Gabriel Jesus là tác giả của bàn thắng duy nhất ở Stamford Bridge ngày hôm đó. Thế nên, huấn luyện viên Tuchel và các học trò rõ ràng muốn phục thù khi hành quân đến Etihad sau đây 9 ngày nữa. Và để chuẩn bị cho đại chiến ấy, thì trận thắng Tottenham đêm qua là bước đà hoàn hảo đầu tiên. Thắng thuyết phục về chuyên môn cũng như thể hiện được sự đoàn kết sau giai đoạn bị đánh giá là lục đục nội bộ, có thể nhắc nhẹ các đối thủ một điều rằng, hãy cẩn thận, nhà đương kim vô địch châu Âu đang trở lại.